Chọn tuổi Đồng Thổ làm nhà hướng Đông Bắc năm 2020, những tuổi nào hợp với nhà hướng Đông Bắc? Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Ở những video trước, Phong Thủy May Mắn đã giới thiệu với quý anh chị và các bạn phân tích cát hung của từng hướng nhà. Thể theo nguyện vọng của quý anh chị và các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn gửi đến quý anh chị và các bạn video phân tích cát hung của những nhà tọa Tây Nam hướng Đông Bắc, tọa Khôn hướng Cấn. Để có được những kiến thức bổ ích này, Phong Thủy May Mắn đã phải liên hệ và hợp tác với những chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam. Những video này thuộc bản quyền của Phong Thủy May Mắn, vì vậy nếu quý anh chị hoặc những đơn vị kinh doanh sử dụng lại kiến thức này, vui lòng ghi nguồn Phong Thủy May Mắn. Quý anh chị thân mến, việc xây nhà là chuyện hệ trọng của đời người, vì vậy không thể làm ẩu, làm qua loa cho xong được. Để biết được căn nhà năm nay xây có cát hay không, với nhà hướng Đông Bắc thì những tuổi nào hợp, chọn tuổi Đồng Thổ cần kiêng kỵ điều gì? Mời quý anh chị và các bạn theo dõi video nhé! Anh chị hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của Phong Thủy May Mắn. Đầu tiên, chúng ta phân tích cát hung của những căn nhà trạch đất ở hướng Đông Bắc, tọa Khôn hướng Cấn. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ. Thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch, nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Để biết được cát hung của hướng Đông Bắc, chúng ta cùng phân tích cát hung của sao nhất bạch và ảnh hưởng trực tiếp của sao này đến việc xây dựng nhà cửa phương Đông Bắc. Huyền không phi tinh với cửu tinh là một trong những phái phong thủy có tính ứng dụng cao. Bài viết dưới đây giới thiệu sâu về sao nhất bạch, sao ứng với sổ 1. Sao ứng với sổ 1 trong cửu tinh để bạn đọc hiểu rõ hơn khi xem phong thủy nhà ở. Sao nhất bạch là sao tham lam, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng, mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó. Người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất bạch lại là quan tinh. Nếu có đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư, hoặc thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất bạch, gặp nhất bạch là tị hòa. Nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn. Nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tửu sắc. Nhất bạch gặp nhị hắc là khắc nhập. Nếu vượng thì mẫu thân dễ mắc bệnh về tỳ vị hoặc đường ruột. Nếu suy thì chồng bị vợ nhục mạ hoặc lấn quyền. Người nhà dễ mắc các chứng bệnh về thận hoặc tiết niệu. Nhất bạch gặp tam bích là sinh xuất. Nếu vượng thì con trưởng được danh gia quyền quý, có lợi cho người thuộc mệnh tam mộc, nhân đình tài bạch đều phát lớn. Nếu suy thì con cháu dòng trưởng suy bại, bị kiện cáo, tù tội hoặc trộm cướp. Người nhà dễ mắc các chứng bệnh về gan, chân hoặc bị ép phải rời đi nơi khác ở. Sao nhất bạch gặp tứ lục là sinh xuất. Nếu vượng thì xuất người nổi tiếng trong khoa cử, quan vận hanh thông thuận lợi, ra ngoài gặp nhiều điều hay về văn nghiệp, tên tuổi nổi bật. Nếu suy thì cũng đỗ đạt nhưng quý mà không phú, hoặc vì mang tiếng tài hoa mà chìm đắm trong chống nữ sắc sinh. Nếu suy thì cũng đỗ đạt nhưng quý mà không phú, hoặc vì mang tiếng tài hoa mà chìm đắm trong chống nữ sắc sinh ra quan hệ nam nữ bất chính. Nếu hình thế loan đầu bên ngoài có vật thuộc hành thổ thì đường văn chương hư bại, không còn nối dõi hoặc con cái chết yểu. Nhất bạch gặp ngũ hoàng là khắc nhập. Nếu vượng thì được cả tài bạch lẫn sang quý, tức là có địa vị, chức tước,
Nếu suy thì nữ nhân trong nhà dễ mắc các chứng bệnh về đường sinh dục, nặng thì thận suy kiệt, ngộ độc thức ăn, con thứ chết yểu. Nhất gặp lục bạch là sinh nhập. Nếu vượng thì từ nhỏ đã được hưởng giàu sang. Ngoài ra, nếu sơn càn mà đắc thủy, có sông nước thì sự nghiệp văn chương có thể phát đến 8 đời. Nếu suy thì thủy kim chủ về lạnh, dễ mắc các chứng bệnh về đầu, xương hoặc bị thương tật về kim loại. Nhất gặp tắt xích là sinh nhập. Nếu vượng thì đào hoa, dễ tạo của cải. Nếu suy thì kim thủy đa tình, đam mê tử sắc, hoặc vì tử sắc mà bị kiện tụng thị phi, có khi vì tranh chấp mà sinh ra thù hằn gây gổ, đến nỗi phải mang thương tật. Nhất bạch gặp bát bạch là khắc nhập. Nếu vượng thì trẻ con trong nhà có họa chết đuối, xuất hiện người có tài về viết lách. Nếu suy thì vợ mắc chứng vô sinh, có thể về bệnh. Nếu suy thì vợ mắc chứng vô sinh, có bệnh về tai, thiếu máu hoặc có con chết non. Sao nhất bạch gặp cửu tử là khắc xuất. Nếu vượng thì thủy hỏa đều có đủ, lợi lớn về tiền tài, nhân khẩu cũng thịnh vượng. Nếu suy thì dễ mắc các chứng bệnh về tim, vợ chồng bất hòa, anh em tranh chấp. Vừa rồi phong thủy may mắn đã phân tích về cát hung của sao nhất bạch. Việc xây mới hay sửa chữa ngôi nhà là hết sức quan trọng. Để tiến hành làm được, ta phải xét đến đầu tiên là hệ thống các thần sát ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất, ngôi nhà chuẩn bị xây. Sau đó, xét ảnh hưởng của các thiên tinh tuổi trạch chủ, thời điểm làm, năm tháng, ngày giờ để chiêu các tinh. Sau đó, xét ảnh hưởng của các thiên tinh tuổi trạch chủ, thời điểm làm, năm tháng, ngày giờ để chiêu cát tinh, hóa hung tinh, giúp cho căn nhà khi xây được vượng khí, phù trợ cho trạch chủ được vạn sự cát lành. Vậy yếu tố tiếp theo ảnh hưởng đến cát hung của ngôi nhà là tuổi động thổ. Thời điểm động thổ, thời điểm nhập trạch. Việc lựa chọn tuổi động thổ ở những video trước, phong thủy may mắn đã chia sẻ với quý anh chị cần phải tránh những điều kiêng kỵ sau đây. Tuổi người động thổ không phạm kim lâu, hoang ốc tam tai, phải hợp với trạch đất, hợp với gia chủ. Và đặc biệt, việc chọn vị trí động thổ như thế nào, chọn ngày giờ động thổ nhập trạch cũng hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cát hung của gia chủ. Để được tư vấn trực tiếp, quý anh chị hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn qua hotline 0989 34 9119, 0968 72 9119 để được tư vấn trực tiếp. Và tiếp theo là việc chọn tuổi hợp với hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc rất vượng cho các tuổi sau: tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi, Ất Sửu, Ất Tỵ, Ất Mùi và Ất Dậu. Nếu anh chị có những tuổi ở trên, hãy chọn cho mình hướng Đông Bắc để được may mắn và tài lộc nhé. Một lần nữa, Phong Thủy May Mắn cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh vô cùng bổ ích. Nếu anh chị có thắc mắc hay góp ý, đừng ngần ngại, hãy comment nhận sách góp ý để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Hãy gọi trực tiếp đến hotline của chương trình nếu bạn muốn được tư vấn trực tiếp nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.